cổ ấy. Lòng chấm chấm phải quay vậy bốn trứng lòng trắng lòng đỏ tách riêng nha. Bơ dạng dầu hoặc dầu ăn cái đấy được, chắc tao là nó cùng nhau 40 ml. Đây là bơ dầu nhé, bơ dầu không có dầu, bơ dầu thì cho dầu ăn bình thường. Đây là bơ pha dầu. Rồi 40 đổ vào đây, đổ vào nhỏ. Sữa tươi 50 ml. À, Đức cứ làm đấy bình thường đúng không? Hả? Rồi để tí tôi bạn. À, thôi mà. Đức làm 6 trứng mà. 50. Sữa tươi 50. Cho vào lòng đỏ. Đấy, đều lên. Sau đó cân bột mì bột ngô 50 g bột mì, 50 g bột ngô. Tí nó mang ra nữa. Bột ngô đổ cân. Cứ để thẳng nó. Đổ 100 g luôn á thầy. Ừ. 2 trái là 100 g gì? Cái này là 2 trái. 1 trái. À hồi nãy là để bột kia rồi thôi. Cân chung vào nhau. Không tại em xếp cái khăn em không có. Cho một chút vào đi. Không được rồi. Con gì đây? Nó chả thơm. Cái sữa bột béo cơ đánh thơm. Em cứ thử cho một tí cái đấy vào nhưng mà xong thìa là như nếu em cái đấy này. Lấy cái gì? Lấy cái này đó. Cho sữa bột vào xong, xong thìa nhỏ cho nó thơm. Ok nhá nhỏ. Áng áng tí cho thơm mà. Cái này nó không ảnh hưởng đâu. Mở mở đổ vào đây nhé. Cho một chút sữa bột và lấy một thìa ăn đi, và cho nó thơm. Dạ. Nhẹ nhẹ mà. Rồi có gì. Không có gì đâu. Đất có cần thêm không? Nó cho nhiều nhé. Chỉ như là phải cứu thắt. Rồi sao? Bột bỏ không phải ăn lần bột làm bột mà. Ăn để mà. Để làm để đấy mà. Ăn cũng được. Ừ, nhưng mà để làm nhưng màu. Nhưng mà phải mà. Màu đỏ vào cho đi. Làm bột rắc. Một thìa tát ta, một thìa bột nở. Một thìa bột nở nữa. Cho vào, cho thìa đầy vào. Một thìa tát ta, đây đưa đây, cho làm đầy trước đi. Tát ta, bột nở, cho làm trắng.
đường. Đường 80 chia đôi, muốn ăn nhạt thì có thể cho khoảng 60 hoặc 50 cũng được. Nếu như muốn ăn nhạt. Còn đúng chuẩn của nó là 80 nhé. 80 đường. Chia làm đôi. Áng lên nhá, đổ bên nửa lòng trắng. Bên nửa cho nó làm đỏ. Rồi xong. Phần lòng trắng là coi như xong, cho vào đánh bông này là được. Rồi, cân lòng trắng đánh bông. Nào, chạm cái là được. Vặn mạnh lên để gãy à? Đâu, em xem mất cận. Xem nhìn không cần nhìn, em chỉ vặn ngược nó vào, bao giờ nó chạm không vặn được nữa thì thôi là được. Tăng tốc lên. Cầm số 6. Đó. 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 Đóng khoảng để cắt ra cái gì. Đập cho cái.
đang quay phim ấy thầy ơi. Quay phim không chú tâm vào cái này mà cái gì đó đâu không. Hết. Hết chưa? Hết rồi. Cho nốt vào. Ờ, không, không. Không, cái này em không được ăn đâu. Cái này là để lại là để ấy mà. Không cho em ăn á? Không. Ăn có mấy cái gang ăn có chút tiền ăn này, có cái ô tô ăn nhiều này. Lắm. Vậy chúc em có làm được cái mới không? Ý chị à. Muốn là chị tự làm tự ăn nghe. Ủa ăn nữa. Cái này vẫn ăn được mà, cái này vẫn ăn được mà. Ý cho nữa ăn. Chị ăn. Ý cho nữa ăn. Thế là em làm thí nghiệm thôi á. Ăn vừa thôi, ăn này không tốt đâu. Tại sao thầy nói cái thầy đang quay phim mà thầy nói kiểu ăn béo ấy. Em ăn nhiều bánh quá nó béo ấy, người dáng đang đẹp ăn vào thì không không phải là béo béo khỏe nó đẹp mà béo này là béo phì. Toàn cứ hiểu sai ý. Thầy lo lắng cho chị. Không phải, thầy bảo dáng này mà đẹp là thôi bó tay ấy. Đẹp đầy người ao ước không được. Thôi chị má ơi. Con đang muốn lên 50. Thế chị có biết là về mất tiền đi đánh là bay mỡ này, dùng mỡ này. Thầy vậy tính xem làm cái khác anh thầy. Tập thể dục. Em lấy trứng của em làm được không thầy? Em còn nhiều trứng lắm. Rồi đủ rồi, đều chưa? Thôi làm cái đấy, con nó thổi rồi. Để mò dưới lên xem đều chưa? Chắc đều nhiều đấy. Đều rồi, đều ba. Ủa chưa, chưa? Chưa, 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 chưa. Bắt về lấy cái chưa nè, nó chưa. Đó chưa? Thôi rồi, đổ vào đi. 11 phút nữa, cả nhà ơi. Đổ vào, đổ vào. Đổ luôn này đi, đổ luôn này. Hình như ngược ngược không cần, mà làm được, nó hơi bẩn bẩn. Bẩn bẩn á. Thôi đổ rồi. Tỉ rồi mà. Ủa, khăn mình đâu rồi? Đây, khăn của chị đây ạ. Làm như lần sau lấy khăn này, khăn của riêng chị Như lấy không được lấy của chị, thấy chưa? Nhiều rồi. Nhớ chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Chị nườm rồi đấy. Nhơn. Như ấy. Như xong rồi mình còn xé vụn bổ thẳng ra em bổ ra canh một tí chị tí nó cũng nát mà đằng nào mình chả bóc ra mà đấy mình xem cái độ bông xốp rồi cắt thế? Tiếp đi cắt tiếp đi. Như này thôi xong rồi xé ra luôn như này thôi đó xé đó không cần như thế như này thôi thế xong mình xấy nên là nó khô được rồi đó xong xé xong xé xong xé đấy mình kiểm tra độ bông độ tơi của nó thôi cái này là ok hả thầy. Chưa, còn lâu, bây giờ mình còn phải sấy đã, sấy ra mình làm vụn ra. Bông thì bánh nở như bình thường rồi còn gì.